Tiếng còi báo động phòng không đã vang lên ở thủ đô Kiev, Ukraine sáng nay, trong khi các thành phố bị không kích bằng tên lửa và pháo. Người dân vội vã rời khỏi thủ đô bằng mọi cách. Hàng đoàn xe ùn lại ở cửa ngõ thành phố. Những người sống gần biên giới thì vượt biên sang Ba Lan, chưa biết ngày trở về. Những người không chạy được đi đâu thì một số đành xuống các nhà ga tàu điện ngầm để trú tạm, tránh không kích, mang theo cả đồ đạc, tư trang. Sao bà lại xuống ga tàu điện ngầm? Bảo toàn tính mạng của chúng tôi. Dưới kia thế nào? Chúng tôi hy vọng sẽ an toàn vì ga tàu điện ngầm ở dưới lòng đất sẽ an toàn. Cái gì đây thế? Con mèo nhà tôi. Những người lo xa hơn thì đổ đi rút tiền khỏi tài khoản ngân hàng, cầm chắc tài sản trong tay mới yên tâm được trong những lúc khủng hoảng. Tổng thống Nga Putin nói sáng nay ông ra lệnh tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào Ukraine là để loại trừ một mối đe dọa nghiêm trọng với mục đích phi quân sự hóa Ukraine. Hiện chưa rõ quy mô của chiến dịch này sẽ như thế nào. Ukraine là nước lớn thứ hai ở châu Âu về diện tích, chỉ đứng sau Nga.